Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để gấp nhẵn tóc cần mắt nha bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video của mình, các bạn bấm đăng ký một cái tài khoản, các bạn bấm join nào nè. Dự án này làm về game NFT rất là tiềm năng các bạn. Rồi các bạn bấm vào Synapse Pro. Rồi các bạn chọn tài khoản của mình nha các bạn. Các bạn đăng nhập vào các bạn. Ok, sau khi đăng nhập xong thì các bạn nhấp vào ba cho anh cùng các bạn. Các bạn chọn trang web cho máy tính nha các bạn. Sau rồi. Rồi, sau đó các bạn bấm vào Join Now các bạn. Rồi, sau đó các bạn lướt qua các bạn. Rồi, các bạn bấm vào một row Airdrop này. Rồi, nó chuyển các bạn qua một cái game show để các bạn làm nhiệm vụ các bạn. Rồi, tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ BNB sang Machine Bet 20 trên YouTube Collect của các bạn. Rồi, các bạn sao chép nha bạn. Rồi, các bạn dán vào đây nè. Tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram tất cả các bạn nè bạn. Thì bạn mở Telegram tất cả các bạn ra nha bạn. Rồi, các bạn nhấp vào ba cạnh cùng, vào setting, copy username Telegram mình. Rồi, các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi, tiếp tục thì các bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn. V này là H9. Rồi tiếp tục các bạn nhận điều khoản các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue nữa các bạn. Rồi sau đó thì các bạn nhiệm vụ đầu tiên các bạn subscribe kênh Telegram nè, bấm vào click here. Rồi các bạn xong sao các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Bấm continue. Chết cấp trà. Bấm nhấp vào tôi không phải lên cái máy. Vui lòng chọn hình ảnh có chứa một chiếc thuyền. Thuyền nữa các bạn. Đây. Rồi bấm continue tiếp tục nha các bạn. Đây đây nè nè. Sorry các bạn, qua mắt các bạn. Thiền. Thiền kiểm tra. Sau khi bạn được kiểm tra xong tiếp tục thì bạn cho anh xào kênh channel đó nha các bạn. Xin gấp chứ. Rồi, các bạn cho anh xào nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè các bạn. Các bạn bấm continue nha các bạn. Rồi tiếp tục follow Twitter nữa các bạn. Rồi trên Twitter thì bạn theo dõi nha các bạn. Rồi sau đó bạn bắt up lên nè. Bấm continue. Tiếp tục các bạn retweet nữa nè. Sao cái gì ta. Rồi các bạn like nha các bạn. Thích nè, tweet lại nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi, các bạn bấm continue nha các bạn. Tiếp tục visit Instagram nè. Các bạn bấm vào nha các bạn. Mạng lag yếu. Đây không phải là tôi. Chúng tôi được hiện lần nào thật bất thường. Trên Instagram bấm up đi các bạn. You follow Instagram. Chào follow, theo dõi lại các bạn. Rồi, trên Instagram đó thì bạn theo dõi nha các bạn. Rồi, các bạn bấm up lên nè. Rồi các bạn nhấp vào đây nè các bạn. Các bạn chọn set nha các bạn. Rồi bấm continue. Tiếp tục visit Facebook nè. Mạng ơi mạng mày giúp tao một cái coi. Rồi bấm thích nha bạn. Rồi xuống đây thì các bạn like nè. Các bạn chia sẻ công khai nha các bạn. Rồi bấm đập lên. Rồi nó hỏi các bạn có follow Facebook không, bạn bấm set nha bạn. Bấm continue nha các bạn. Rồi sau đó các bạn quay lại một con dự án này đi các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email các bạn đã đăng ký trên web nha bạn. Ta làm trên dự án này. Rồi bạn bấm vào submit là xong các bạn. Rồi này hiện màu xanh là được các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận tóc cần chi mắt đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn gặp những video clip tiếp theo từ mình nhé.